Bây giờ thì con bắt đầu like về cái vấn đề đặc khu kinh tế ạ. Mấy ngày nay thì luật sửa đổi bổ sung mới thì có đưa ra cái luật nghị quyết mới á, là muốn là cho thuê đất 99 năm để làm được đặc khu kinh tế, cho thuê đất làm đặc khu kinh tế với hạn định là 90, tối đa là 99 năm đúng không? Thì có rất là nhiều cái luồng ý kiến trái chiều. Ví dụ như là thứ nhất nói là cho thuê đất 99 năm là bán đất cho Trung Quốc. Thứ hai là kêu là cho thuê đất 99 năm là nó quá một đời người rồi, đến lúc đó sẽ bị tự trị, sẽ bị ly khai giống như Hồng Kông, Trung Quốc này nọ. Thì hôm nay con sẽ nói cho một, thì con sẽ bàn về cái vấn đề này, đặc khu kinh tế là gì và khái niệm và cái hoạt động hành chính của đặc khu kinh tế là gì. Hơi tối không ạ? Thứ nhất, đặc khu kinh tế theo khái niệm thì nó là một khu kinh tế tự do, là một khu kinh tế đặc biệt. Tự do ở chỗ nào? Đặc biệt ở chỗ nào? Tự do ở chỗ là tức là được đa quốc gia đầu tư, là nó không phân biệt là chủ đầu tư người Việt, chủ đầu tư người Trung Quốc hay chủ đầu tư người Anh, mà tất cả những chủ đầu tư có tiềm năng để phát triển kinh tế thì đều được đầu tư kinh tế vào đó. Mà sở dĩ nó đặc biệt ở một điều á, là cái khu kinh tế tự do này thì sẽ được miễn giảm thuế, thuế nó sẽ rẻ hơn bình thường. Rồi lao động, cái nguồn lao động á, họ sẽ cái mức thuế thu nhập cá nhân của họ sẽ bị đánh thấp hơn. Chưa kể cái chế độ an sinh xã hội ở trong cái khu vực đặc khu kinh tế này nó cũng khác, nó có sẽ có thêm là cái khu vui chơi giải trí, cái khu resort, rồi thêm các tiện ích công trình công cộng, y tế các kiểu này nọ. Nó đặc biệt là ở chỗ đó, chứ thật ra nó vẫn mang tầm vóc là một khu công nghiệp. Mà khu công nghiệp là gì vậy? Khái niệm cơ bản của khu công nghiệp là gì? Khu công nghiệp là khu để phát triển kinh tế sản xuất xây dựng. Vậy thì hỏi khi mà lập lên đặc khu kinh tế tại sao lại nói là bán đất cho Trung Quốc? Tại sao ạ? Sai lầm, cái ý nghĩ mà nói là lập đặc khu kinh tế là bán đất cho Trung Quốc là sai lầm nha. Tại vì á, trong cái đặc khu kinh tế này chủ đầu tư là đa quốc gia, không phân biệt một quốc gia nào. Không thể nói là hả làm đặc khu kinh tế là nó là bán đất được. Tại vì sao? Thêm một điều quan trọng nữa, ở trên thế giới hiện tại có một hơn 140 quốc gia có đặc khu kinh tế và gồm có 4.300 đặc khu kinh tế. Vậy chẳng lẽ một hơn 140 quốc gia đó bán đất cho Trung Quốc hả? Hơn 4.300 cái đặc khu kinh tế đó nó là đất của Trung Quốc hả? Rồi cả về cái vấn đề mà 99 năm, rất là nhiều người nói là 99 năm đã qua 3-4 thế hệ, nó là một thế kỷ rồi, nó là một thập kỷ rồi. Vậy thì sai lầm hoàn toàn, nên tìm hiểu về đặc khu kinh tế nó là cái gì. 99 năm đó nó là hạn định tối đa cho một hợp đồng thuê đất, và không phải cái ngành nào cũng là 99 năm nha. Tùy vào cái ngành, tùy vào cái chủ đầu tư mà nó sẽ là 99 năm hoặc 70 năm hoặc 50 năm, 60 năm, 30 năm, 40 năm, chứ không phải là nhất định thuê đất ở đây phải là 99 năm. Chẳng hạn như nói về cái ngành nếu mà đầu tư để xây dựng du lịch, để xây dựng khu nghỉ dưỡng nè, resort nè, y tế công cộng này nọ thì là 99 năm. Nhưng mà chẳng hạn như những cái ngành khác, ngành công công nghệ thông tin, ngành sản xuất và xây dựng thì nó chỉ khoảng 70 năm là quá, 50 năm, 30 năm. Tại sao lại không nghĩ đến cái từ là hạn định tối đa là 99 năm mà lại cứ chăm chăm vào cái từ 99 năm để nói 99 năm là sẽ bị đồng hóa? Nó là khu kinh tế mà. Đặc khu kinh tế là khu tập trung để phát triển kinh tế. Nó không phải là khu dân cư, không phải là khu đô thị mà bảo á là hả sẽ bị đồng hóa. Khu kinh tế là để phát triển kinh tế. Nó là một cái khu công nghiệp dạng đặc biệt, chứ nó không phải là khu đô thị. Vậy thì tại sao có thể đồng hóa dân được?
Rồi thêm cái vấn đề gì nữa ta? Kêu là đặt khu kinh tế ở ba ba đúng không? Ở Vân Đồn, ở Phú Quốc và ở ấy. Thì như thế này, tại sao lại chọn Vân Đồn, Phú Quốc và Khánh Hòa? Tại vì đặc khu kinh tế, vị trí chiến lược của nó là phải hơn 100, ít nhất là phải hơn 100 100.000 mét vuông. Cái thứ hai là nó phải ở gần cảng biển, và đa số tất cả những đặc khu kinh tế chủ yếu là cảng biển, bởi vì nó phù hợp với giao thương, nó phù hợp với ngoại thương, nó thông thoáng, nó có vị trí địa lý thuận lợi, nó kinh tế thuận lợi ha. Cho nên đó là lý do tại sao chọn Phú Quốc, Vân Đồn và Khánh Hòa, chứ không phải là tại vì ba khu đó là ba cái cảng lớn quan trọng, tại vì cảng lớn quan trọng cho nên mới làm đặc khu kinh tế để bán đất dễ dàng, bán đất bán nước. Sai lầm, cái suy nghĩ ấu trĩ sai lầm mà ngu dốt. Thêm một điều là như vậy, hồi nãy cũng đã nói rồi, đặc khu kinh tế, hãy hiểu nghĩa nghĩa đi, đặc là đặc biệt, khu là khu vực, kinh tế là kinh tế, đặc khu kinh tế là khu vực phát triển kinh tế đặc biệt, nó là một dạng khu công nghiệp nhưng mà dạng quy mô đặc biệt ha, nó không phải là khu đô thị, không phải là khu quân sự. Trừ khi nào nó là khu đô thị đặc biệt thì nó sẽ là dạng như khu tự trị giống Hồng Kông, Macau, Đài Loan. Còn đây nó là khu để tập trung phát triển kinh tế chứ không phải là khu đô thị. Còn thêm là nói là để cho Trung Quốc cắm rễ. Cắm rễ là cắm rễ như thế nào? Khu kinh tế để phát triển kinh tế đâu phải một mình Trung Quốc đâu. Anh, Pháp, Mỹ, Nga, nước nào muốn đầu tư mà chả được. Nó để sản xuất hàng hóa, để phát triển kinh tế, để tập trung xây dựng cái khu vực đó, chứ không phải á, nó là cái khu mà để mang vũ khí quân sự vào đó tập trận, đặt doanh trại quân đội, rồi thử vũ khí hóa học. Vậy thì nó nói về cái việc mà để cho Trung Quốc thuận lợi mà tàng trữ vũ khí, cái suy nghĩ đó ở đâu ra vậy? Ở đâu ra có cái suy nghĩ ấu trĩ đó vậy? Rồi hả? Những cái người á mà không phân biệt được đặc khu kinh tế là gì á thì làm ơn đi. Google không hề tốn phí, lên trên đó mà gõ, mà kiếm, mà tìm kiếm khái niệm đặc khu kinh tế là gì để đọc, để hiểu. Chứ đừng có mở mồm ra là kêu á, đặc khu kinh tế là để bán nước. Bán là bán như thế nào? Hơn 140 quốc gia, kể cả những đất nước phát triển, người ta vẫn có, đã và đang có những cái khu đặc khu kinh tế. Nội gần nhất thôi là Trung Quốc, thẩm quyến, đặc khu kinh tế thẩm quyến, chỉ có 30 năm trời thôi mà thẩm khu thẩm quyến này á, nó đã phát triển mang còn hơn cả Bắc Kinh và Thượng Hải. Bởi vì tại sao? Bởi vì trong cái đặc khu kinh tế này nó sẽ tập trung phát triển hết tiềm lực kinh tế, tất cả những cái tiềm năng kinh tế đều được tập trung phát triển hết, sẽ không bị chi phối bởi đô thị hay bởi bị chi phối bởi bất cứ một cái thứ gì cả. Mọi người phải hiểu được cái khái niệm là khu kinh tế là gì thì lúc đó hay hẳn lên án nó. Nếu không hiểu được cái khái niệm của nó, tại sao lại lên án nó? Có khác nào là thầy bói xem voi không? Và nói về cái việc á mà kêu á, nó có những cái người mà người ta biểu luận lại như thế này. Vậy thì nếu mà đặt khu kinh tế, tại sao phải chọn 99 năm? Trên thế giới có nước nào 99 năm không? Sai lầm. Quá sai lầm. Sri Lanka vẫn đặt 99 năm. Kể cả cảng Darwin của Úc cũng 99 năm. Mà còn là một cái cảng riêng của Trung Quốc nữa, tại sao không ai nghĩ đến? Tại sao không ai thắc mắc? Tại sao không ai qua bên đó để ý kiến về Úc? Không ai qua ý kiến với Syria, không ai ý kiến với 140 quốc gia khác, mà ý kiến với mỗi mình một mình Việt Nam. Tại sao vậy? Hả? Tại vì đơn giản thôi, tại vì vốn dĩ là muốn chống phá, muốn xuyên tạc. Lúc nào á mở mồm ra nói á cũng kêu là yêu nước, kêu muốn phát triển đất nước, nhưng mà lập đặc khu kinh tế để phát triển kinh tế đất nước thì á lại không chịu, lại phản đối, lại bất đồng quan điểm, lại ý kiến ý cò, lại biểu tình. Rồi còn kêu gọi gì? Kêu gọi tẩy chay Trung Quốc. Tẩy chay hả? Xin lỗi một điều, mình ghét Trung Quốc. Ừ thì mình ghét nó thật,
Tại vì lúc nào nó cũng có giả tâm xâm lăng nước ta. Nhưng mà nên nhớ một điều, Trung Quốc nó mà là một nước lớn, nó là một cường quốc kinh tế. Xét về GDP thì nó đã đứng thứ nhất vượt mặt khỏi Mỹ rồi. Còn không á, xét về mức độ bình thường á, thì nó lại là cường quốc kinh tế thứ hai thế giới. Mặc dù mình ghét nó, mình ghét nó thì mình phải củng cố an ninh quốc phòng, chứ không phải là mình ghét nó xong rồi hả mình tẩy chay nó. Tẩy chay nó là một sai lầm, là một sự ngu xuẩn. Bởi vì tất cả những quốc gia trên thế giới này không có nước nào dám tẩy chay Trung Quốc cả, kể cả Mỹ. Năm 2017 chỉ một vài xích mích về kinh tế thôi, một vài xích mích về chính trị thôi, mà Mỹ đã phải chịu lỗ 200 triệu USD. Bởi vì gì? Bởi vì xích mích kinh tế. Tất cả những cái công ty tập đoàn của Mỹ đóng quân tại Trung Quốc đã bị đuổi thẳng cẳng. Bởi vì là sao? Nó chỉ là những cái xích mích chính trị nhỏ nhoi thôi, chứ đừng có nói về cái việc mà tẩy chay. Vậy thì hãy nghĩ đi, tẩy chay Trung Quốc ai là người chịu thiệt? Hãy nên nhớ, đừng bao giờ đánh đồng giữa an ninh quốc phòng và hợp tác phát triển kinh tế. Hiểu chưa? An ninh quốc phòng là an ninh quốc phòng, kinh tế là kinh tế. Trước tiên muốn xây dựng an ninh quốc phòng vững mạnh thì phải phát triển kinh tế vững mạnh. Mà muốn có kinh tế vững mạnh thì phải phát triển xây dựng lợi ích nhóm. Mà xây dựng lợi ích nhóm thì phải đoàn kết khối khu vực. Không có sự đoàn kết khối khu vực, không có xây dựng lợi ích nhóm thì sẽ không bao giờ phát triển được. Nên nhớ, vào những năm 1000, thời vua Lý Công Uẩn là Lý Thái Tổ, nước Đại Việt ta đã bắt đầu để phát triển giao thương kinh tế. Chẳng hạn như bến Vân Đồn từ thời vua Lý Công Uẩn, nó đã dần hình thành là một đặc khu kinh tế. Mặc dù lúc đó chưa có khái niệm đặc khu kinh tế là gì, nhưng bến Vân Đồn lúc đó đã gần như là một đặc khu kinh tế. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã trở thành một cảng quan trọng giao thương. Vua Lý Công Uẩn đã cho phép nhà Tống đến, những cái thương nhân nhà Tống đến Việt Nam mình bằng cái con đường là bến Vân Đồn để phát triển giao thương, buôn bán hàng hóa tơ lụa chẳng hạn, các đủ loại các mặt hàng, và ngược lại mình sẽ đến nhà Tống để buôn bán. Đó là gì? Và lúc đó cái bến Vân Đồn này gần như đã trở thành một đặc khu kinh tế, bởi vì vua Lý Công Uẩn cho phép ở đây sử dụng tiền nhà Tống và kể cả tiền nhà Đường vẫn được sử dụng. Vậy thì chẳng, nếu mà nói buôn bán giao thương với Trung Quốc á là bán nước, vậy thì đã bán nước từ thời vua Lý Công Uẩn hả? Nên nhớ, Việt Nam mình kinh tế phát triển mạnh mẽ là bắt đầu từ thời nhà Lý nha. Từ thời nhà Lý của vua Lý Thái Tổ là đã phát triển mạnh mẽ là nhờ vào cái gì? Là nhờ vào cái chính sách buôn bán, chính sách hợp tác kinh tế với các quốc gia láng giềng. Chưa kể, cho đến thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong, có biết phố cổ Hội An không hả? Có đã bao giờ đi đến phố cổ Hội An chưa? Có thấy phố cổ Hội An đến tận bây giờ nó vẫn còn thể hiện, nó vẫn còn những cái vết tích, dù thời gian đã đi qua nhưng vẫn sẽ không ai quên được. Phố cổ Hội An từng là một cái thương cảng cực kỳ lớn. Ở nơi đó có những cái thương nhân nè, Trung Quốc nè, Nhật Bản nè, Tây Ban Nha nè, người Pháp nè, rất nhiều. Và cái phố cổ Hội An này cũng được chúa Nguyễn thành lập những chúa Nguyễn thiết lập những cái mà đặc quyền riêng, chẳng hạn như đặc quyền về thuế, đặc quyền về nơi ở, hoặc là tiền tệ. Vậy nó cũng là một đặc khu kinh tế. Vậy chẳng lẽ chúa Nguyễn nó bán nước hả? Những cái người mà kêu á Việt Nam á mà không phù hợp á, đặc khu kinh tế không phù hợp với Việt Nam á, thì á, làm ơn bỏ đi cái sai lầm đó đi. Cái sai lầm ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Thứ nhất, 140 quốc gia khác tại sao phù hợp với họ, không lại không phù hợp với Việt Nam? Và cái thứ hai là khái niệm về đặc khu kinh tế, mặc dù đã chỉ xuất hiện vào những năm 40 của thế kỷ thứ 19, nhưng mà từ lâu, từ thời phong kiến luôn rồi,
từ thời nhà Lý luôn rồi. Tính ra mình đã áp dụng nó rồi, và áp dụng rất thành công là khác. Bến Vân Đồn thời vua Lý Thái Tổ là một trong những cái thương cảng lớn. Hội An thời Chu Nguyễn là một trong những thương cảng lớn. Gần như là cái kim ngạch kinh tế cả đàn trong thời lúc bấy giờ là phụ thuộc vào trong cái họ phúc của Hội An. Những cái người á mà ở dưới á mà kêu là nước mắt chưa mà biết gì á, cái câu này tôi nói rất là lâu rồi, thật sự là phải nói thêm một lần nữa. Sự phát triển của não bộ con người không liên quan đến tuổi tác ha. Không có bất cứ kỳ một cái công trình nghiên cứu nào nói á là tuổi tác liên quan đến sự phát triển của não bộ. Cho nên á, muốn cái gì á lên đây mà phản biện trực tiếp với tôi, đừng có ngồi ở dưới. Tôi nhắc bao nhiêu lần rồi, nếu mà cảm thấy có thể phản biện lại với tôi á, thì lên đây. Tôi không hề cấm cản bất kỳ một ai cả. Chứ đừng ở dưới chửi đổng lên, nó chỉ thể hiện được cái sự ngu dốt, vô học thôi. Kinh tế thì không phải chịu phát triển ha. Nè, lập đặt khu kinh tế để phát triển kinh tế, để xây dựng đất nước. Mà xây dựng đất nước thì làm gì? Là phát triển kinh tế thì có tiền. Có tiền thì giàu ha. Giàu có tiền mới mua được trang thiết bị. Mà mua được trang thiết bị làm sao? Để phát triển được quân sự, mới xây dựng được an ninh quốc phòng, mới chống lại được những cái kẻ thù ngoại xâm. Vậy á mà lúc nào cũng kêu yêu nước. Yêu nước thì sao không để cho nước phát triển, đất nước phát triển? Yêu nước tại sao không để cho đất nước làm giàu? Đất nước làm giàu thì đất nước mới phát triển kinh tế, mới phát triển được an ninh quốc phòng, mới xây dựng được á cái quân sự hùng mạnh, mới không có kẻ nào dám lâm le xâm lược. Không lúc nào chịu suy nghĩ hết. Đất nước á mà nghèo á thì chửi, thì chạy đi. Đi đâu hả? Đi vượt biên, đi qua những nước giàu sống, xong rồi gắn lên mình cái mác là gì? Gắn lên mình cái mác là đi tìm bến bờ tự do. Con không chê cha mẹ nghèo, nhưng mà các người á lúc nào cũng chê á, chê đất nước này chê đất nước nọ. Các người chê nhưng mà bây giờ mấy người nói á, bao nhiêu năm trời rồi đảng không chịu đổi mới, không chịu thay đổi để phát triển. Bây giờ đảng đổi mới nè, đảng thay đổi nè, đảng lập đặt khu kinh tế để phát triển đất nước nè, sao mấy người còn kiếm chuyện nữa hả? Muốn ăn ở sao? Muốn sống sao cho vừa? Không thay đổi á, không phát triển á thì kêu hả? Để đất nước nghèo hoài, mấy chục năm cũng nghèo. Trời, nghèo sơ, nghèo sát, nghèo mà nghèo thua Campuchia, nghèo thua Lào. Giờ đất nước á thì phát triển, thay đổi, đổi mới chính sách kinh tế, đổi mới này nọ. Để làm gì? Để phát triển kinh tế. Để bẻ mõm mấy người, để bịch lại cái mõm chó mấy người lại á. Thì mấy người lại kêu á, ôi trời, gì xây dựng này là trá hình à, để bán đất cho Trung Quốc nè. Bán là bán sao hả? Giấy tờ á, giấy trắng mực đen, ký là thuê đất rõ ràng mà kêu bán đất. Bán là bán sao? Hả? Giờ chẳng lẽ đi thuê nhà của người ta xong rồi cướp nhà người ta luôn hả? À biết rồi. Qua Cali ở đúng không? Qua Cali ở, qua bên bển thành lập nguyên một cái đặc khu. Đó là gọi là đặc khu gì ta? À, đặc khu thủ đô. Cái gì? Thủ đô của... thủ đô của những người tị nạn cộng sản. Đúng rồi, thủ đô của những người mà tị nạn cộng sản, đúng rồi. Qua bên Cali ở bên bển, mượn ăn nhờ ở đậu trên đất của người ta, xong rồi hả? Lúc nào cũng có suy nghĩ, lúc nào mà mở miệng ra kêu là gì vậy? Thủ đô của những người tị nạn cộng sản. Bởi vậy trong đầu á, ở mướn của người ta, xong rồi cái đòi nhà người ta. Đúng rồi. Tại vì qua Mỹ ở bên Cali á, xong rồi lúc nào cũng lăm le đòi cướp Cali, lúc nào mở miệng cũng kêu cái này là thủ đô nha, người tị nạn cộng sản, tự nhận là đất Cali là đất của mình. Bởi vậy cho nên á, cái suy nghĩ ăn cướp ở trong đầu sẵn rồi, cho nên lúc nào cũng nghĩ là người ta cho thuê đất là đi ăn cướp là vậy á. Tại vì đi ăn cướp rồi cho nên cái sợ á, là đi cho người mình cho thuê là sẽ bị người ta ăn cướp. Bởi vậy
Ông bà nói đâu có sai đâu. Lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Chỉ có thể là ba que thôi. Không 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 thể loại nào khác hết trơn. Tại vì lúc nào trong đầu cũng có suy nghĩ ăn cướp. Cho nên nghĩ người khác cũng ăn cướp như mình.